Bốn bộ phận này cực kỳ quan trọng với nam giới, nếu đau nhức phải đi khám ngay lập tức. Xin chào quý vị quay trở lại với kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Thưa quý vị, nam giới thường đóng vai trò trụ cột trong gia đình nên trách nhiệm xã hội và áp lực gia đình cũng sẽ lớn hơn. Điều này dẫn đến việc nam giới phải dành nhiều sức lực và thời gian hơn cho công việc, thường không có thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Thậm chí, nhiều người có bệnh cũng ngại đi khám mà thường chỉ uống thuốc để giảm đau. Tuy nhiên, về lâu dài không những cơ thể kháng thuốc mà còn có thể làm chậm thời gian điều trị tốt nhất đối với một số bệnh. Thực tế, đàn ông có nhiều bộ phận quan trọng nhưng lại cực kỳ mỏng manh và dễ gặp phải nhiều vấn đề khác nhau. Nếu không chú ý bảo vệ, có khả năng sẽ gây ra nhiều rắc rối cho cơ thể. Thế nhưng những bộ phận quan trọng này lại không phải là não hay tim nên thường bị nam giới bỏ qua. Bốn bộ phận sau đây là huyệt đạo của cơ thể nam giới, nếu có đau nhức thì không nên chần chừ mà cần đi khám và điều trị sớm. 1. Thận. Đối với phụ nữ, thận có thể chỉ là cơ quan cân bằng và chuyển hóa nước, có nhiệm vụ điều hòa lượng nước trong cơ thể. Nhưng đối với nam giới, thận có nhiều chức năng hơn, đặc biệt sức khỏe của thận sẽ ảnh hưởng đến chuyện chăn gối vợ chồng. Vì vậy, nam giới nên chú trọng đến bộ phận này. Nếu bị đau vùng thận kéo dài thì có thể là do axit uric trong cơ thể tăng cao hoặc đau do sỏi, chức năng thận yếu, hãy đến bệnh viện để khám kịp thời. 2. Tuyến tiền liệt. Tuyến tiền liệt là bộ phận chính trong hệ tiết niệu và là cơ quan sinh sản của nam giới, nên có thể nói đây là bộ phận quan trọng nhất. Một khi tuyến tiền liệt có vấn đề không chỉ gây ra hiện tượng đi tiểu bất thường mà còn ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới. Về cơ bản, tất cả lượng nước được chuyển hóa cần phải đi qua tuyến tiền liệt để đào thải ra khỏi cơ thể. Việc vệ sinh cá nhân không sạch sẽ, thay quần áo không kịp thời rất dễ sinh vi khuẩn, gây tổn thương tuyến tiền liệt. Nếu tuyến tiền liệt có biểu hiện đau rõ ràng, đừng chần chừ mà cần đi khám và điều trị ngay. 3. Cổ. Cổ là bộ phận quan trọng kết nối cơ thể với đầu, vì vậy sức khỏe của cổ liên quan trực tiếp đến sức khỏe của cơ thể chúng ta. Một số lượng lớn các mạch máu và một lượng lớn các tế bào bạch huyết cũng tập trung tại đây. Vì vậy, một khi cổ bị chấn thương không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch, mạch máu não mà còn dẫn đến giảm hoạt động của tế bào lympho và giảm khả năng miễn dịch của cơ thể. Tuy nhiên, dù nguyên nhân là gì cũng đều phải kịp thời xác định rõ để có biện pháp điều trị trúng đích. 4. Chân. Bộ phận chịu nhiều gánh nặng nhất trên cơ thể chúng ta là bàn chân, và bàn chân là nơi kết thúc của quá trình tuần hoàn máu. Chân cũng là nơi tập trung nhiều huyệt đạo nhất trên cơ thể, và các huyệt này là bắt nguồn từ nhiều cơ quan khác nhau. Vì vậy, ngay khi bị đau bàn chân, bạn phải hết sức cảnh giác, vì đó có thể là vấn đề về mạch máu và tuần hoàn máu, hoặc xuất hiện bất thường ở một cơ quan nào đó trong cơ thể. Cần phải xác định kịp thời nguyên nhân để kê đơn thuốc phù hợp. Thưa quý vị, với quan điểm của người Việt, đàn ông luôn đóng vai trò trụ cột trong gia đình nên họ phải đối mặt với nhiều áp lực từ nhiều phía. Họ thường là đối tượng dễ suy giảm sức khỏe khi ở độ tuổi trung niên. Tuy nhiên, nếu một người đàn ông sau 50 vẫn đảm bảo được 5 tiêu chuẩn sau thì sức khỏe vẫn đang sung mãn. Dấu hiệu 1. Tóc vẫn còn đen. Từ tuổi ngũ tuần, rất nhiều người gặp phải tình trạng sức khỏe suy giảm. Họ thường đối mặt với nhiều căn bệnh, tinh thần xuống cấp, thậm chí diện mạo cũng thay đổi rõ rệt. Trường hợp những người ngoài 50 tuổi nhưng vẫn sở hữu mái tóc đen mượt mà thì thật đáng trân trọng. Không chỉ tạo cảm giác trẻ trung và khỏe khoắn hơn, tóc đen còn chứng tỏ sự khỏe mạnh của chủ nhân, cho thấy cơ thể của họ hoàn toàn ổn định. Không chỉ vậy, một người đàn ông không gặp tình trạng tóc bạc, tóc gãy rụng, tóc khô sơ, hói đầu đều là dấu hiệu đáng mừng. Họ trông trẻ hơn và khỏe mạnh hơn so với tuổi thật. Dấu hiệu 2. Hơi thở ổn định. Một người thở dốc hay khó thở dễ gặp các vấn đề về tim mạch, nhất là với những người đã qua tuổi 50. Ở ngưỡng tuổi này, nếu như một người vẫn giữ được hơi thở đều đặn,
ổn định thì chắc chắn họ có sức khỏe tương đối tốt. Nếu một người có dung tích phổi nhỏ đồng nghĩa với việc khả năng hấp thu và bài tiết oxy của cơ thể họ tương đối kém. Theo tuổi tác, dung tích phổi sẽ giảm dần đi. Vì vậy, những người ngoài 50 tuổi vẫn duy trì được dung tích ổn định và hơi thở hài hòa chứng tỏ cơ thể có sức khỏe tốt. Dấu hiệu 3. Khả năng tiêu hóa tốt. Khi con người già đi dễ gặp phải tình trạng tiêu hóa vì chức năng của các cơ quan đã bị suy yếu, lão hóa. Từ tuổi trung niên, họ thường cảm thấy ăn không ngon, mệt mỏi, tiêu chảy và nhiều triệu chứng nghiêm trọng hơn. Nếu một người đàn ông ở tuổi này vẫn có thể ăn ngon miệng, tiêu hóa tốt thì đó là dấu hiệu đáng mừng. Họ là người có thể chất tốt, có khả năng sống khỏe, sống thọ. Mỗi người cũng cần giữ chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học khi đã có tuổi. Người lớn tuổi nên nạp vào cơ thể các loại rau xanh, hoa quả, ăn ít đồ dầu mỡ, tránh xa thói quen ăn quá mặn hay ăn quá ngọt. Bên cạnh đó, họ cần phải chia nhỏ nhiều bữa ăn trong một ngày để tránh rối loạn tiêu hóa. Dấu hiệu 4. Chăm chỉ tập thể thao. Nhiều người có ý thức cao trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân nên dù ở độ tuổi nào họ vẫn chăm chỉ tập luyện. Đặc biệt, những người ngoài 50 tuổi càng cần vận động chăm chỉ để có một thể lực tốt, tăng cường sức khỏe. Không ít người ở độ tuổi này vẫn tập thể thao đều đặn và không gặp phải dấu hiệu bất ổn nào. Ở tuổi trung niên, chức năng xương khớp của con người đã có phần suy yếu nhưng nếu một người vẫn vận động thoải mái nghĩa là họ đang có một cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, đối với nam giới ở ngưỡng tuổi ngoài 50 thì nên tránh những bài tập vận động mạnh, quá sức. Họ có thể chọn bài tập nhẹ nhàng như thái cực quyền, chạy bộ, đi bộ để giúp cơ thể dẻo dai và khỏe mạnh hơn. Dấu hiệu 5. Chức năng thận tốt. Thận là một trong những cơ quan mà đàn ông trung niên cần bảo vệ và chú ý nhất. Thế nhưng trên thực tế, nhiều người lại không bảo vệ được bộ phận này, ngược lại còn có lối sống hủy hoại chức năng của thận. Đây là sai lầm to lớn của nam giới ngoài 50 tuổi vì lúc này họ sẽ gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Khi chức năng thận suy giảm, sức khỏe của người đàn ông cũng sẽ xuống cấp nghiêm trọng. Họ dễ bị suy thận, thậm chí còn phải lọc thận, ghép thận nếu bệnh trở nặng mới có thể duy trì sự sống. Hãy yêu thương, chăm sóc chính mình là cách bạn trân trọng sức khỏe của bản thân và tăng tuổi thọ. Thưa quý vị, sử dụng hải sản trong các bữa ăn hàng ngày không chỉ cung cấp lượng dưỡng chất dồi dào, nâng cao sức khỏe mà còn giúp nam giới cải thiện đáng kể các triệu chứng suy giảm sinh lý. Từ đó có thể tăng khả năng tình dục, tăng số lượng và chất lượng tinh trùng. Sở dĩ hải sản tốt cho sức khỏe sinh lý đàn ông bởi thực phẩm này rất dồi dào chất kẽm, protein, các vitamin và khoáng chất. Ở phần tiếp theo của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ tổng hợp đến quý vị những loại hải sản tốt cho sinh lý nam giới. 1. Sò huyết, hải sản tăng chất lượng tinh trùng. Tương tự như hàu, sò huyết là hải sản có vỏ cung cấp lượng kẽm dồi dào bậc nhất mà nam giới nên sử dụng. Theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong 100g thịt sò huyết chứa 13,5mg kẽm. Bên cạnh đó, hải sản này còn rất giàu sắt, magie, omega 3. Sò huyết là hải sản tốt cho sinh lý nam giới, giúp bổ máu, cường dương, tăng số lượng và chất lượng tinh trùng. Lưu ý, không nên luộc, hấp sò quá kỹ bởi như vậy sẽ làm hao hụt lượng dưỡng chất. 2. Hàu là hải sản tăng cường sinh lý nam. Hàu biển là thực phẩm tốt cho sinh lý hàng đầu được các chuyên gia khuyên dùng. Trong 100g hàu biển chứa đến 47,5mg kẽm 500mg arginin. Đây là những dưỡng chất quan trọng, kích thích cơ thể sản sinh testosterone nội sinh, giúp tăng ham muốn, hỗ trợ giảm tình trạng rối loạn cương dương ở nam giới. Ngoài ra, hàu biển còn rất giàu protein, giúp nâng cao sức khỏe, tăng sức bền và độ dẻo dai cho cơ bắp. 3. Hải sâm giúp nam giới tăng ham muốn. Hải sâm là loài động vật không xương sống, ngành da gai. Theo y học cổ truyền, hải sản này được xếp vào hàng tứ đại danh thái, tức là một trong bốn món ăn quý giá.
Loại hải sản này có vị ngọt đậm, tính ấm, tác dụng bổ thận tráng dương, ít tinh tủy. Đông y khuyến khích sử dụng hải sâm trong các trường hợp yếu sinh lý, di tinh, liệt dương, xuất tinh sớm. Hải sâm chữa yếu sinh lý hiệu quả nhất khi ngâm rượu. Có thể kết hợp thêm một số dược liệu khác như ba kích, ngưu tất, thỏ ti tử. 4. Cá ngựa. Nghiên cứu khoa học cho thấy cá ngựa có chứa thành phần enzyme sinh tổng hợp prostaglandin. Đây là hoạt chất giúp điều hòa hệ thần kinh, cân bằng hormone, đồng thời nâng cao chức năng hệ miễn dịch. Nam giới dùng rượu ngâm cá ngựa có thể giúp điều khí hoạt huyết, ôn thận tráng dương, tăng cường sinh lý. 5. Cầu gai. Cầu gai còn có tên gọi khác là nhím biển hay nhung biển. Loại hải sản này được ví như nhân sâm của biển cả. Sở dĩ như vậy vì chúng rất giàu dinh dưỡng. Đặc biệt, cầu gai biển giúp cung cấp lượng canxi dồi dào cho cơ thể, giúp hệ xương chắc khỏe. Ngoài ra, bổ sung loại hải sản này vào thực đơn giúp nam giới tăng ham muốn, tăng khả năng tình dục. 6. Bào ngư. Một trong những loại hải sản tốt cho đàn ông không thể không nhắc đến là bào ngư. Đây là món ăn đại bổ, giúp cung cấp lượng protein cần thiết cho cơ thể, chống suy nhược, nâng cao sức khỏe, cải thiện chức năng thận. Bào ngư có thể chế biến thành cháo, súp, hấp, nướng, xào. Hương vị rất thơm ngon. Nam giới nên sử dụng mỗi tuần một lần để tăng sức khỏe, tăng sinh lý. 7. Tu hài. Tu hài là loại hải sản có hình dáng khá giống bộ phận sinh dục của nam giới. Loại thực phẩm này có chứa tới 18 axit amin, protein và khoáng chất. Vì vậy, chúng được coi là Viagra tự nhiên dành cho nam giới, giúp hỗ trợ giảm rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, tăng cường sinh lực hiệu quả. 8. Cua bể giúp tăng cường sinh lực. Khác với cua đồng, cua bể có kích thước lớn hơn nhiều. Thịt của chúng rất ngọt, có thể dùng làm các món ăn như hấp, rang me, làm súp, xào miếng. Theo đông y, cua bể lành tính, tác dụng bồi bổ cơ thể, cải thiện khả năng chăn gối. Nam giới nên bổ sung vào thực đơn mỗi tuần khoảng một lần để tăng cường sức khỏe. 9. Rồng cường dương. Rồng cường dương còn có tên gọi khác là hải long, rồng biển, cá chìa dôi. Sản vật biển này được đánh bắt quanh năm, nhưng tốt nhất là vào mùa hè. Hải long có thể dùng tươi hoặc khô để ngâm rượu, giúp bổ thận tráng dương, bổ xương khớp do tác động vào các kinh mạch thuộc thận. 10. Ăn ốc dòi dòi chữa yếu sinh lý. Hải sản nào tốt cho sinh lý? Theo các chuyên gia, ốc dòi dòi cũng là một gợi ý tốt để nam giới bổ sung vào thực đơn. Đây là hải sản có vị ngọt tự nhiên, đậm đà, thịt dày chắc. Ốc dòi dòi có thể được chế biến thành món ốc nướng sa tế, ốc xào me, ốc hấp, rất thơm ngon, bổ dưỡng. 11. Tôm biển. Tôm biển là hải sản tốt cho sinh lý bởi chúng rất giàu protein, canxi, vitamin B1, B2, axit béo omega 3. Tôm biển có rất nhiều công dụng, trong đó phải kể đến là công dụng bồi bổ cơ thể, cường gân tráng cốt, hỗ trợ chữa liệt dương, tăng cường chức năng sinh dục. Nam giới sức khỏe sinh lý suy giảm nên dùng khoảng 50-100g tôm biển mỗi ngày. Có thể chế biến thành nhiều món như tôm hấp, tôm chiên, tôm rim. 12. Mực. Không chỉ là món ăn ngon cho cả gia đình, mực còn có công dụng chữa bệnh mà ít người biết đến. Nam giới thường xuyên ăn mực giúp xương, răng chắc khỏe, phòng tránh loãng xương, giảm chứng đau nửa đầu. Đặc biệt, mực còn rất tốt cho tim mạch, thúc đẩy sản sinh hồng cầu, giúp giảm tình trạng rối loạn cương dương. Quý vị thân mến, ngày nay, nhiều người có xu hướng lựa chọn cá thay thịt vì những công dụng tuyệt vời của nó. Và để ăn cá được an toàn và hiệu quả, cần tránh 5 sai lầm sau đây kẻo biến chất bổ thành độc tố. Thường xuyên ăn não cá. Cá nuôi càng lâu thì hàm lượng kim loại nặng trong não càng cao. Nếu ăn não cá, rất có thể bị ngộ độc. Các bộ phận trên mình cá có hàm lượng thủy ngân cao được xếp theo thứ tự sau: đầu cá, da cá, thịt cá, trứng cá. Ví dụ ở cá chép, hàm lượng thủy ngân trong 200g da cá
thịt cá, trứng cá là rất thấp. Nhưng với trên dưới 400g thì so với 200g trong da cá hàm lượng thủy ngân đã tăng lên 5 lần, còn trong não cá tăng 20 lần trở lên. Em Di dạy những người thích ăn đầu cá cần ghi nhớ, cá càng lớn tuổi thì không nên ăn để tránh bị ngộ độc. Ăn gỏi cá, cá sống. Thói quen ăn gỏi cá, cá sống, đa số các loài cá đều bị nhiễm ký sinh trùng một cách tự nhiên. Nếu ăn cá sống, các ký sinh trùng này sẽ xâm nhập vào cơ thể, gây bất lợi cho gan, làm cho gan bị nhiễm ký sinh trùng, thậm chí dẫn đến ung thư gan. Ngoài ra, cá có thể ăn phải các trứng sáng có nhiều ngoài môi trường sống. Khi vào cơ thể động vật, trứng sáng phát triển thành các ấu trùng và nang sáng cư ngụ ở trong nội tạng động vật. Một trong số những loài ký sinh trùng mà cá nhiễm phải là sáng dây. Bên cạnh đó, chính loại ký sinh trùng này nếu không được tiêu diệt có thể lây sang cơ thể người và cư trú trong ruột của người suốt nhiều năm và gây ra những cơn đau quằn quại, sút cân và bệnh thiếu máu. Ăn mật cá. Theo quan niệm của người trong dân gian lưu truyền, bài thuốc ăn mật cá để thanh nhiệt giải độc, tăng cường thị lực, giúp mắt sáng, giảm ho. Đồng thời, mật cá cũng giúp cường dương, tăng cường sinh lực cho nam giới, nên có rất nhiều người yêu thích muốn sử dụng mật cá. Nhưng trên thực tế, theo nghiên cứu khoa học cho thấy, mật cá cung cấp các men, enzyme song cũng chứa rất nhiều độc tố như tetrodotoxin, tác hại lên hệ thần kinh gây mệt mỏi, suy hô hấp, rối loạn hành vi. Ăn mật cá cũng có thể bị trúng độc, sốc nhiễm khuẩn, chảy máu cấp, thậm chí tử vong. Vì thế, lưu ý khi chế biến nên tránh làm dở mật cá, tránh để dịch mật cá bắn vào mắt. Ăn cá khi đang uống thuốc ho. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì khi bạn uống thuốc ho thì nên tránh xa loại cá. Nguyên nhân chính là việc con người ta ho lâu ngày và phải dùng thuốc điều trị, không nên ăn cá, đặc biệt là cá biển, để tránh bị dị ứng. Trong cá biển có chứa nhiều histamine, khi được nạp vào cơ thể quá nhiều nó sẽ xâm nhập vào quá trình tuần hoàn máu, gây ra hiện tượng dị ứng với histamine. Chính vì vậy, bạn nên tránh xa loại cá khi đang điều trị ho và bệnh viêm họng. Ăn cá ướp muối. Nhiều người trong chúng ta thích ăn cá ướp muối bởi chúng thơm ngon đậm đà. Nhưng ít người biết cá ướp có chứa nhiều muối. Trong quá trình ướp nó sẽ tạo ra một lượng nhất định nitrit, chất gây ung thư đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo. Một số chuyên gia còn chứng minh rằng chỉ cần ăn 1kg cá muối mặn ngang với việc hút 250 điếu thuốc. Nếu ăn loại cá này quá thường xuyên trong thời gian dài, nó có thể khiến huyết áp của bạn không ổn định hoặc gây hại rất nhiều cho cơ thể chúng ta, thậm chí gây ung thư. Thưa quý vị, ngày nay, nhiều người đang đối mặt với tình trạng tóc bạc sớm, đặc biệt những người còn rất trẻ. Tóc bạc sớm do nhiều nguyên nhân, có thể do di truyền, do chế độ dinh dưỡng, tiếp xúc nhiều với môi trường ô nhiễm hay do căng thẳng kéo dài. Phần cuối của video hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị một số mẹo giúp cải thiện tình trạng tóc bạc sớm ở mọi lứa tuổi. 1. Cách trị tóc bạc sớm bằng bồ kết. Bồ kết là loại quả quen thuộc đã được sử dụng để gội đầu từ xưa nay. Trong nhiều tác dụng của bồ kết có cả khả năng ngăn chặn và bảo vệ tóc khỏi bạc sớm nữa đấy. Bạn chỉ cần nướng 3 đến 4 quả bồ kết cho thơm, đập ra thả vào nước và bóp nhẹ cho ra màu rồi dùng nước đó để gội đầu. Nếu bận rộn bạn cũng có thể sử dụng loại bồ kết túi lọc bán sẵn để tiện dụng hơn. 2. Cách trị tóc bạc sớm bằng đậu đen. Đậu đen cũng có tác dụng tương tự như mè đen trong khả năng hạn chế tóc bạc sớm. Bạn có thể rang đậu đen rồi nghiền nhỏ thành bột để pha nước uống, hoặc rang và nấu thành nước đậu đen để uống hàng ngày. Nước đậu đen giàu đạm, các vitamin và khoáng chất rất tốt cho cơ thể mà còn giúp giải nhiệt nữa. 3. Cách trị tóc bạc sớm bằng dầu dừa và chanh. Hỗn hợp dầu dừa và chanh có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa tóc bạc sớm nhờ có lượng vitamin C và dưỡng chất dồi dào. Ngoài ra còn giúp mái tóc bạn mềm mượt, bóng đẹp. Trộn một muỗng canh dầu dừa với nửa muỗng cà phê nước chanh, thoa đều lên tóc và massage nhẹ nhàng, sau 30 phút gội lại cho sạch.
Hãy áp dụng biện pháp này 2-3 lần mỗi tuần để thấy được hiệu quả nhé. 4. Cách trị tóc bạc sớm bằng lá ổi. Nghiền lá ổi thành dạng sợi, có thể trộn thêm một chút nước rồi thoa lên tóc, sau đó xả sạch với nước. Lá ổi có khả năng giữ màu đen tự nhiên cho mái tóc, hạn chế sự mất màu của tóc. Những ai nhuộm tóc muốn cho tóc bền màu hơn cũng có thể áp dụng cách này 1-2 lần mỗi tháng. 5. Cách chữa tóc bạc sớm bằng hà thủ ô. Cách 1. Sắc 60g hà thủ ô với nước và trứng. Lấy nước đã sắc dùng 3-4 lần một tuần để đạt hiệu quả tốt nhất. Cách 2. Cho 20g hà thủ ô, 20g táo mèo, đun với 1 lít nước sôi trong khoảng 15-20 phút. Dùng thay nước trà hàng ngày sẽ giúp hỗ trợ nuôi dưỡng tóc. 6. Cách chữa tóc bạc sớm bằng khế chua. Trong khế có rất nhiều vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh giúp ngăn ngừa sự lão hóa của da và tóc nên có khả năng ngăn ngừa tóc bạc sớm hiệu quả. Bạn hãy ép lấy nước của 2-3 quả khế chua, pha với 200ml nước dừa và cho thêm mật ong dừa miệng. Mỗi ngày uống một cốc nước ép này để bổ sung vitamin và khoáng chất tăng cường sức khỏe và chống lão hóa nhé. 7. Cách chữa tóc bạc sớm bằng nhân sâm. Rửa sạch nhân sâm cho vào bình thủy tinh, thêm vào rượu 45 sao cho ngập phần nhân sâm. Sau đó, đậy kín nắp và đem bảo quản trong khoảng 3 tuần. Mỗi lần dùng khoảng 20ml, uống mỗi ngày một lần và uống trong bữa ăn cơm. Uống liên tục trong khoảng 3 tuần sẽ cải thiện được tình trạng tóc bạc sớm. 8. Cách chữa tóc bạc sớm bằng chùm ruột. Chùm ruột rửa sạch mang đi cắt thành từng miếng, đem sấy hoặc phơi cho chùm ruột khô lại. Sau đó, đem chùm ruột khô ngâm với nước ấm và để qua đêm. Thực hiện gội đầu 5-6 lần tuần để nuôi dưỡng mái tóc. 9. Mẹo chữa tóc bạc sớm bằng quả bơ. Nguyên liệu bao gồm 1 quả bơ và 2 muỗng thìa canh dầu bơ. Cách làm như sau: lấy phần thịt của quả bơ và cho vào bát, sau đó đem đánh cho nhuyễn. Thêm dầu bơ vào cùng bát đó, dùng muỗng trộn đều để tạo thành một loại hỗn hợp sệt. Thoa hỗn hợp có ở trên lên chân tóc và da đầu, mơ xa nhẹ nhàng mái tóc. Đợi khoảng từ 15-30 phút, sau đó dùng dầu gội và nước để gội đầu như bình thường. Sử dụng đều đặn trong khoảng từ 3-4 lần mỗi ngày, dùng liên tục trong 3 tuần. Kết hợp ăn bơ mỗi ngày một quả để có thể nâng cao được hiệu quả điều trị. 10. Mẹo chữa tóc bạc sớm bằng mè đen, gừng đen. Hạt mè đen có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe nói chung, trong đó có việc làm chậm quá trình bạc tóc. Bạn có thể bổ sung hạt mè đen vào bữa ăn hàng ngày, ăn cùng với cơm hay rang chín rồi xay thành bột để uống. Nấu chè mè đen, bạn cũng có thể làm hỗn hợp ủ tóc từ mè đen và cà rốt như sau: giã nhỏ hạt mè đen, trộn với nước ép cà rốt theo tỷ lệ 1:1 rồi bôi lên da đầu, massage nhẹ nhàng và giữ trong 30 phút. Thực hiện một lần mỗi tháng để tăng cường sức khỏe cho mái tóc của bạn. 11. Mẹo giúp tóc đen lại với trà đen. Lấy 2 thìa trà đen đun sôi rồi để nguội. Pha nước trà đen với nước mát rồi gội đầu. Khi gội massage đầu nhẹ nhàng để các dưỡng chất từ trà đen thấm sâu vào các nang tóc. Sau đó gội thật sạch lại với nước lạnh. 12. Mẹo giúp tóc đen lại với gừng và mật ong. Gừng rửa sạch sau đó, thái thành từng đoạn nhỏ và giã nát. Dùng rây để lọc lấy phần nước cốt, hòa phần nước cốt với lượng mật ong vừa đủ, hòa tan. Dùng để ủ tóc 2-3 lần một tuần trong khoảng 20 phút rồi xả lại với nước sạch. 13. Mẹo giúp tóc đen lại với nước ép cần tây. Nước ép cần tây chứa nhiều nước và vitamin A rất tốt cho tóc, giúp chân tóc chắc khỏe. Bạn có thể kết hợp uống nước ép cần tây vào thực đơn mỗi ngày giúp da đầu đủ ẩm và bớt gào. Ngoài ra, sử dụng nước ép cần tây còn giúp cho tóc trở nên đen và bóng mượt hơn. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và năm thực phẩm màu đen là vua dưỡng thận, không ngờ đã rẻ còn dễ chế biến. Xin chào quý vị quay trở lại với kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Thưa quý vị,
Thận là cơ quan thực hiện nhiều chức năng quan trọng như chịu trách nhiệm lọc máu, loại bỏ chất thải qua nước tiểu, sản xuất hormone, cân bằng khoáng chất và duy trì sự cân bằng chất khác trong cơ thể. Việc chăm sóc sức khỏe của thận vào thời điểm nào trong năm, trong suốt cuộc đời đều cần thiết, nhưng quan trọng nhất là mùa đông. Mùa đông được xem là thời điểm quan trọng để bồi bổ, cải thiện sức khỏe của thận. Y học cổ truyền cho rằng khí trời hanh khô và lạnh khiến cho bệnh tật cũng phát tác nhiều hơn. Hàn khí, khí lạnh dễ gây tổn hại dương khí của thận. Do vậy, đây là thời kỳ vàng để tập trung dưỡng sinh cho thận. Y học hiện đại cũng công nhận các yếu tố về môi trường, nhất là nhiệt độ thấp, cộng thêm suy giảm đề kháng và chế độ ăn uống thay đổi có thể khiến thận dễ suy yếu và mắc bệnh hơn. Ngoài uống đủ nước, sinh hoạt theo giờ giấc khoa học, vận động đều đặn, thì chế độ ăn uống cũng góp phần rất lớn vào sức khỏe của thận. Nếu muốn thận khỏe mạnh, bạn có thể tận dụng 5 thực phẩm màu đen rất quen thuộc lại có giá rẻ, dễ chế biến sau đây. 1. Đậu đen. Đậu đen không chỉ tốt cho tim mạch, não bộ mà còn rất tốt cho bồi bổ thận. Nhất là nếu bạn dùng đậu đen nấu nướng uống, nhưng nhớ là không nên thêm đường hoặc kiểm soát lượng đường để đạt hiệu quả tốt nhất. Nước đậu đen vốn nổi tiếng là món lợi tiểu, tăng cường thải độc, tán sỏi nên rất tốt cho sự hoạt động của thận. Đậu đen rất giàu protein chất lượng cao, có thể thúc đẩy quá trình sửa chữa và tái tạo tế bào thận. Đậu đen còn chứa nhiều chất xơ hòa tan, vitamin B6 và folate giúp giảm mảng bám trong máu, tăng cường lưu thông máu nên giúp thận khỏe mạnh hơn, thực hiện chức năng lọc máu dễ dàng hơn. Chưa kể, đậu đen rất giàu chất chống oxy hóa. Các chất này giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm, một trong những nguyên nhân gây góp phần gây bệnh về thận, đồng thời sửa chữa tế bào và chống ung thư. 2. Mộc nhĩ. Từ xa xưa, mộc nhĩ đã được xem là vị thuốc bổ thận, ích khí trong y học cổ truyền. Bởi nó rất giàu hoạt chất thực vật, có tác dụng tích cực trong việc giảm độ nhớt của máu, ngăn ngừa xơ giữa động mạch nên giảm gánh nặng cho thận. Một số thành phần trong mộc nhĩ có tác dụng làm giảm cholesterol trong gan và thận, hạn chế sự tích tụ mỡ và hình thành huyết khối ở thành động mạch. Chất keo nhầy trong mộc nhĩ kết dính các tạp chất, làm sạch thận hiệu quả. Mộc nhĩ còn được xem là một loại collagen thực vật đặc biệt giúp cơ thể kịp thời thanh lọc và đào thải thức ăn, tăng cường trao đổi chất. Đặc biệt, mộc nhĩ chứa axit nucleic, lecithin có hiệu quả làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, giúp tăng cường sức khỏe của thận. Bạn có thể dễ dàng thêm mộc nhĩ vào các món ăn hàng ngày, chỉ cần nhớ đừng ngâm chúng quá 8 giờ hoặc qua đêm kẻo sản sinh chất độc. 3. Mè đen. Mè đen là thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa một lượng lớn protein, chất béo, carbohydrate, vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác. Trong đó mè đen được đánh giá cao vì tác dụng bổ thận. Các chất dinh dưỡng như protein, chất béo trong hạt mè đen có tác dụng cung cấp năng lượng, tăng cường thể lực, cải thiện thể trạng để giảm gánh nặng cho thận. Đồng thời vitamin E và vitamin A trong hạt mè đen có tác dụng chống oxy hóa, có thể loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa thận. Ngoài ra, hạt mè đen còn rất giàu khoáng chất như canxi, phốt pho, sắt. Những thành phần này đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và duy trì sức khỏe của thận. Trong đó phốt pho và sắt thúc đẩy quá trình sản xuất máu và tăng cường chức năng của thận. 4. Gạo lứt đen. Gạo lứt có nhiều màu sắc khác nhau, nhưng gạo lứt đen là tốt nhất để bồi bổ thận. Y học cổ truyền từ lâu đã công nhận gạo lứt có tác dụng nuôi dưỡng thận và tăng cường sức khỏe cơ thể, lá lách giúp ăn ngon miệng, nuôi dưỡng gan. Còn với y học hiện đại, gạo lứt có tác dụng ngăn ngừa hình thành oxalat trong cơ thể. Đây là nguyên nhân chính gây ra tình trạng sỏi thận. Chưa kể, các loại vitamin, chất chống oxy hóa và lượng magie có trong gạo lứt sẽ trung hòa nồng độ axit uric trong máu, giúp ngăn ngừa sỏi thận. Hàm lượng vitamin B1 và sắt cao gấp 7 lần so với gạo thông thường của nó cũng giúp thúc đẩy quá trình tạo máu, lọc máu hiệu quả hơn,
Nhiều nghiên cứu chỉ ra tiêu thụ gạo lứt thường xuyên có tác dụng tốt cho bệnh nhân bị thận mãn tính. Tuy nhiên, trẻ nhỏ và bệnh nhân cao tuổi có chức năng tiêu hóa yếu không nên ăn gạo lứt. Cũng không nên ăn quá nhiều hay thay thế hoàn toàn gạo trắng. Để bồi bổ thận, tốt nhất là nên nấu cháo gạo lứt đen hoặc dùng trà gạo lứt đen hạn chế tối thiểu lượng đường. 5. Táo tàu đen. Táo tàu có vỏ màu đen sau khi phơi sấy khô là một trong những vị thuốc bổ thận nổi tiếng trong y học cổ truyền. Dinh dưỡng trong táo tàu đen cực kỳ phong phú, bao gồm protein, gluco, axit hữu cơ, vitamin, phốt pho canxi, sắt, nên rất tốt cho sức khỏe nói chung và chức năng thận nói riêng. Đặc biệt là phốt pho và sắt đối với chức năng lọc máu, chức năng sản sinh hormone erythropoietin, hormone kích thích tủy xương sản sinh hồng cầu của thận. Ngoài ra, trong táo tàu đen chứa chất tannin, một hợp chất phenolic có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp loại bỏ chất gây ô nhiễm, kim loại nặng. Vì vậy rất hữu ích trong thanh lọc thận, kháng viêm. Ăn táo tàu đen vừa phải cung cấp hàm lượng pectin làm trì hoãn việc tăng lượng đường trong máu, giảm cholesterol máu nên cũng hữu ích cho hoạt động của thận. Thưa quý vị, những bữa ăn ê hề các loại thịt, đồ chiên rán thường rất thu hút vị giác. Tuy nhiên, nhiều người hỏng khớp, suy thận sớm chỉ vì tiêu thụ quá nhiều các loại thực phẩm này. Bị gút vì ăn quá nhiều thịt. Anh Sơn 49 tuổi, làm chủ thầu công trình xây dựng, thường phải giao du, ăn nhậu. Những bữa cơm nhà của anh Sơn ngày càng ít, thay vào đó là những buổi tiệc đầy ắp thịt. Anh Sơn cho biết anh cũng là một người rất thích ăn thịt và ít ăn rau. Anh chia sẻ, ăn thịt giúp tôi cảm thấy ngon miệng hơn. Trong lần kiểm tra sức khỏe gần nhất, chỉ số axit uric ở máu của anh tăng. Bác sĩ có cảnh báo anh Sơn về nguy cơ có thể mắc gút nếu như không thay đổi chế độ ăn và lối sống. Tuy nhiên, công việc cứ cuốn anh theo. Anh Sơn vẫn tiếp tục ăn uống theo nếp cũ, không có thời gian tập thể dục, còn cân nặng vẫn cứ tăng. Khi có triệu chứng các khớp nóng đỏ, đau anh đi khám, bác sĩ chẩn đoán anh đã mắc gút. Mỗi lần có cơn gút cấp, chỉ cần gió thổi qua là anh Sơn cũng cảm thấy đau đớn vô cùng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chế độ ăn gồm quá nhiều thịt đỏ có thể khiến cơ thể khó hấp thu và tăng nguy cơ mắc bệnh viêm khớp, đồng thời khiến thận phải hoạt động quá tải. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn thịt đỏ quá 5 lần một tuần sẽ tăng gấp 3 lần nguy cơ mắc bệnh xương khớp so với bình thường. Thói quen ăn uống thiếu lành mạnh, mất cân đối về các chất dinh dưỡng, nhiều thịt, mỡ động vật, ít rau xanh và hoa quả sẽ làm gia tăng các bệnh mãn tính liên quan đến dinh dưỡng như thừa cân béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường, gút, rối loạn mỡ máu. Quỹ nghiên cứu ung thư thế giới khuyến nghị mọi người không nên ăn thịt đỏ quá 3 lần một tuần và tránh hết sức thịt chế biến sẵn. Thêm vào đó, mọi người nên cân nhắc thay thế thịt đỏ bằng các loại thịt trắng. Hiện nay, lượng tiêu thụ thịt của người Việt Nam đang cao gấp đôi so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Với 134 gram một ngày, lượng thịt được WHO khuyến nghị tiêu thụ mỗi ngày là 50-80 gram. Trong khi đó, lượng rau quả được tiêu thụ lại ít hơn khuyến cáo của WHO, ít hơn 400 gram một ngày. Bệnh gút ảnh hưởng tới chức năng thận. Tăng axit uric trong máu là nguyên nhân dẫn tới bệnh gút. Khi axit uric trong máu tăng sẽ lắng đọng ở các cơ quan của cơ thể dưới dạng tinh thể urat. Các tinh thể urat lắng đọng trong các mô khe thận gây tổn thương, hình thành nên các tổ chức xơ, dày chèn ép và gây ra suy thận. Suy thận do gút thường đến muộn hơn so với đái tháo đường và tăng huyết áp. Việc bệnh nhân suy thận nhanh do gút sẽ phụ thuộc vào việc điều trị, quản lý bệnh tốt. Nếu bệnh nhân không uống thuốc và tuân thủ điều trị sẽ dẫn tới suy thận. Quý vị thân mến, chúng ta đều biết nước lọc chính là nguồn sống của quả thận. Khi uống nước, nếu thêm hai loại rễ cây này vào vừa là vua dưỡng thận, kiểm soát đường huyết, bổ tim mạch, vừa ngừa ung thư hiệu quả ít ai biết.
Các loại rễ cây thảo mộc được sử dụng phổ biến bởi nhiều lợi ích cho sức khỏe. Khi pha với nước ấm sẽ trở thành loại trà bồi bổ cơ thể, tốt cho thận và tim. 1. Rễ cây bồ công anh. Bồ công anh có thể dùng cả cây và rễ để pha trà thanh nhiệt giải độc cơ thể, có lợi cho cả tim mạch. Rễ bồ công anh đã được sử dụng trong nhiều năm để điều trị các triệu chứng liên quan đến sỏi thận, có khả năng loại thải độc tố trong gan và thận tốt. Một số tác dụng của nước rễ cây bồ công anh: lợi tiểu, tăng cường chức năng thận. Rễ cây bồ công anh giúp lợi tiểu, thải bỏ độc tố tích tụ trong máu và hỗ trợ cho gan, thận hoạt động hiệu quả hơn. Loại rễ này còn có khả năng ngăn ngừa chứng nhiễm trùng đường tiết niệu, hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu. Rễ bồ công anh rất giàu carbohydrate inulin, một loại chất xơ hòa tan có trong thực vật làm chậm quá trình hấp thụ đường trong máu, nên việc uống rễ cây bồ công anh thường xuyên có thể cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu lâu dài. Giảm mỡ máu, tốt cho tim. Cholesterol cao là một trong những tác nhân chính gây ra bệnh tim mạch vành. Rễ cây bồ công anh đã được chứng minh là giúp giảm mức cholesterol xấu, hạ huyết áp ở người bị huyết áp cao, ngăn ngừa các bệnh tim mạch, ngăn ngừa ung thư. Các nghiên cứu cho thấy rễ bồ công anh đặc biệt có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, chẳng hạn như beta-carotene, polyphenol, giúp chống gốc tự do, giảm khả năng tổn thương tế bào và các bệnh mãn tính. Một số nghiên cứu đã phát hiện rằng rễ bồ công anh có lợi trong việc phòng ngừa và điều trị một số loại ung thư, bao gồm ung thư gan, bệnh bạch cầu, ung thư tuyến tụy, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư thực quản, ung thư vú. 2. Rễ cây hoàng kỳ, xương cựa. Theo bác sĩ y học cổ truyền, nước ấm pha rễ cây hoàng kỳ có tác dụng thông khí huyết, bổ máu, chống lão hóa, phòng ngừa bệnh tật và kiểm soát huyết áp hiệu quả. Các tác dụng được khoa học chứng minh của rễ cây hoàng kỳ có thể kể đến như: tốt cho thận. Hoàng kỳ được sử dụng như bài thuốc đông y để hỗ trợ sức khỏe thận. Rễ hoàng kỳ được chứng minh có tác dụng cải thiện tình trạng protein niệu, tình trạng có quá nhiều protein trong nước tiểu. Một nghiên cứu cho thấy bổ sung rễ cây hoàng kỳ vào chế độ ăn uống có thể cải thiện chức năng thận ở bệnh nhân mắc bệnh thận mãn tính, ổn định đường huyết. Các bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc cũng thường kê rễ hoàng kỳ như một loại thảo mộc kiểm soát bệnh tiểu đường. Trong y học hiện đại, các nhà khoa học đã phân tích 13 nghiên cứu về tác dụng của hoàng kỳ đối với người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Kết quả cho thấy hoàng kỳ giúp làm giảm lượng đường cao trong máu nếu dùng hàng ngày. Một số hợp chất thực vật như flavonoid và polysaccharides được chứng minh có tác dụng ổn định lượng đường trong máu, bổ tim. Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Oxidative Medicine and Cellular Longevity, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng chất chống oxy hóa trong hoàng kỳ có khả năng đẩy lùi chứng xơ giữa động mạch. Xơ giữa động mạch là tình trạng xơ cứng động mạch và tích tụ mảng bám gây nguy cơ đau tim. Các thử nghiệm cho thấy lợi ích bảo vệ tim, hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tim mạch của loại rễ cây này. Phòng ngừa ung thư. Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy tác dụng chống ung thư phổi, ung thư vú và ung thư ruột kết của rễ cây hoàng kỳ. Loại rễ này được phát hiện có tác dụng làm thu nhỏ khối u ung thư và ngăn ngừa tế bào ung thư lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể. Hoàng kỳ cũng giàu chất oxy hóa, ức chế các gốc tự do gây tổn thương tế bào. Bên cạnh đó, rễ hoàng kỳ còn có tác dụng tăng khả năng phòng vệ tự nhiên của hệ thống miễn dịch, chống lại sự phát triển của tế bào ung thư. Quý vị thân mến, đặc điểm của nước tiểu có thể phản ánh nhiều điều về sức khỏe mỗi người, nhất là giới thận. Bởi vì vai trò quan trọng nhất của thận đó là lọc máu và các chất thải trong cơ thể. Khi đi qua thận, protein cũng như tế bào máu sẽ được giữ lại, còn chất cặn bã sẽ được tách ra khỏi máu, đi tới dịch lọc và tạo nước tiểu. Chúng ta đi tiểu nhiều lần mỗi ngày nhưng ít ai hình thành được thói quen tự kiểm tra nước tiểu của mình. Nếu nhận thấy ba dấu hiệu này khi đi tiểu tức là bạn đang sở hữu quả thận khỏe mạnh, còn ngược lại thì tốt nhất là nên sớm đi thăm khám. 1.
nước tiểu trong dạ ít hoặc không có bọt. Chưa kể tới màu sắc, tính chất của nước tiểu ở người thận khỏe sẽ trong, tức là tính chất của nước tiểu sẽ lỏng như nước chứ không dính hoặc đặc nhớt, đặc biệt là sẽ không có dẫn đục, cặn, máu, cục máu đông, dị vật lạ. Bên cạnh đó, người thận khỏe sẽ bài thải ra nước tiểu hoàn toàn không có bọt hoặc chỉ có một chút bọt. Lưu ý, ngay cả khi bề mặt nước tiểu xuất hiện một lớp bọt mịn và thì nó cũng sẽ biến mất trong thời gian ngắn. Nhưng nếu bọt nước tiểu nhiều hoặc và không biến mất trong thời gian dài thì có thể hàm lượng protein trong nước tiểu quá cao, có thể là dấu hiệu của bệnh thận là phổ biến nhất. Một số trường hợp cũng có thể do tiểu đường, cao huyết áp, rối loạn chức năng tình dục, xuất tinh ngược. 2. Không có mùi lạ trong nước tiểu. Thông thường, người thận khỏe sẽ có nước tiểu trong, màu vàng nhạt tới hổ phách cà, chỉ có mùi khai nhẹ đặc trưng. Đương nhiên, mùi nước tiểu cũng có thể bị ảnh hưởng bởi thực phẩm ăn vào, nhưng chỉ cần điều chỉnh ăn uống là sẽ trở lại bình thường hoặc cũng không quá 48 giờ. Còn với người mắc bệnh thận, thận suy yếu thì không như vậy. Các bệnh về thận gây ra triệu chứng nước tiểu biến đổi toàn diện từ lượng, màu, mùi, trạng thái. Bệnh sỏi thận khiến nước tiểu khai nồng nặc hoặc hôi kèm mùi kim loại dỉ sét. Viêm thận, suy thận thì làm nước tiểu hôi và hơi tanh. Bệnh nhân ung thư thận có mùi hôi khó chịu, thậm chí gây buồn nôn hoặc mùi như trứng thối trong nước tiểu. Thường kết hợp với tiểu lẫn máu, nước tiểu đen hoặc nâu và nhớt hơn bình thường. Một số bệnh lý về gan cũng có thể làm nước tiểu hôi tanh do rối loạn chuyển hóa bilirubin và tích tụ methionine. Sẽ thường đi kèm với chán ăn, vàng da hoặc mắt, màu nước tiểu đậm hơn. Còn bệnh tiểu đường khiến nước tiểu có mùi ngọt ngọt khác lạ. Rò bàng quang, viêm cơ quan sinh dục hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu cũng có thể khiến nước tiểu trở nên rất khai. 3. Màu sắc nước tiểu bình thường. Màu sắc của nước tiểu thông thường có màu vàng nhạt đến màu hổ phách đậm. Sở dĩ chúng có màu sắc là do sắc tố urochrome và tùy theo độ đậm đặc hay pha loãng mà nước tiểu sẽ có màu sắc khác nhau. Tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân khác nhau, màu sắc nước tiểu có thể thay đổi thành nhiều màu khác nhau. Việc màu sắc nước tiểu bất thường có thể là tiếng chuông cảnh báo cho tình trạng sức khỏe mà phổ biến. Nhất là bệnh về thận, nếu nước tiểu của bạn có màu trắng đục có thể là do sỏi thận hoặc nhiễm trùng nặng. Nước tiểu có màu rất nhạt, trông như nước lọc, hãy cảnh giác với đái tháo nhạt hoặc rối loạn chức năng thận. Nước tiểu màu cam hoặc vàng quá đậm, kéo dài cả ngày chứ không phải mỗi sáng sớm có thể là do suy thận. Đặc biệt, nếu đi tiểu ra màu đỏ, hồng, đen hay nâu đậm thì bạn nên cảnh giác cao độ với bệnh thận nghiêm trọng, bao gồm cả suy thận cấp và ung thư thận nguy hiểm tính mạng. Đặc biệt là nếu bạn tiểu ra chất lỏng giống như máu. Ngoài ra, chấn thương cơ, phì đại tiền liệt tuyến, thiếu máu tán huyết, rối loạn di truyền hồng cầu cũng có thể gây ra nước tiểu màu đậm và lẫn máu. Nên tốt nhất là hãy tới bệnh viện kiểm tra để điều trị kịp thời. Thưa quý vị, thì là được biết đến là loại cây gia vị bổ sung cho nhiều món ăn thêm phần hấp dẫn. Vào mùa đông, ăn nhiều rau thì là có thể giảm béo, làm ấm cơ thể, đồng thời là bài thuốc chữa các vấn đề về dạ dày hiệu quả. Nhắc đến rau thì là nhiều người thích ăn hay không thích là bởi mùi vị của rau. Tuy nhiên, loại rau này có những tác dụng bất ngờ mang đến cho sức khỏe con người. Cũng có thể nói, đây là loại rau gia vị màu xanh có tác dụng nhiều nhất trong mùa đông. Các chuyên gia nhận định, rau thì là một loại rau gia vị không thể thiếu trong những món ăn, giúp khử đi mùi tanh, làm cho món ăn trở lên thơm ngon hơn. Ngoài tác dụng trong ẩm thực, rau thì còn có nhiều lợi ích trong việc chữa trị bệnh, làm ấm cơ thể, chống lạnh. Trên thực tế, hầu hết các loại rau đều có tính lạnh, nhưng cây thì khác ở chỗ nó có tính ấm, với tác dụng bổ thận, điều hòa hoạt động của thận và có thể trực tiếp làm ấm cơ thể. Đối với những người bị cảm lạnh nặng vào mùa đông, ăn một ít thì có thể chống lạnh và làm ấm cơ thể, làm ấm dạ dày và giảm cảm giác khó chịu ở dạ dày. Hầu hết các vấn đề về dạ dày xảy ra vào mùa đông đều có tính chất lạnh, cay.
cây thì là thực sự có tác dụng làm dịu và điều trị rất tốt các vấn đề về dạ dày kèm theo triệu chứng này. Những người khó chịu về đường tiêu hóa thường ăn một ít thì là để có thể giảm đau, làm ấm dạ dày, đồng thời tăng cảm giác thèm ăn. Vì trong cây thì là có chứa dầu thì là nên nó sẽ kích thích các dây thần kinh, mạch máu đường tiêu hóa ở một mức độ nhất định, khiến cơ thể tiết ra nhiều dịch tiêu hóa hơn, từ đó làm sạch ruột và giải độc. Giảm béo thì là có nhiều chất xơ, ăn một ít thì là sẽ giúp bạn giảm lượng thức ăn khác trong tiềm thức. Ngoài ra, các nghiên cứu cho thấy cây thì là làm tăng quá trình trao đổi chất trong cơ thể và cũng có thể hòa tan chất béo tích tụ trong máu. Thì là được biết đến là loại cây gia vị bổ sung cho nhiều món ăn thêm phần hấp dẫn. Vào mùa đông, ăn nhiều rau thì là có thể giảm béo, làm ấm cơ thể, đồng thời là bài thuốc chữa các vấn đề về dạ dày hiệu quả. Làm giảm đau bụng khi đến kỳ kinh nguyệt. Một nghiên cứu tại Iran chỉ ra rằng tinh chất của cây thì là phối hợp với vitamin E có thể sẽ làm giảm đi đáng kể tình trạng đau bụng kinh. Tinh chất của cây thì là thậm chí còn có hiệu quả hơn là việc dùng thuốc giảm đau. Làm lành các vết thương và côn trùng đốt. Trong y học cổ truyền, cây thì là một loại cây truyền thống được sử dụng để có thể làm lành các vết thương hoặc những vết cắn có độc, cũng như có thể loại bỏ chất độc. Đó là bởi vì tinh dầu của thì là được tin có một vài thành phần kích thích liền da, thậm chí có thể làm liền những vết thương sâu bên trong. Bên cạnh đó, thì là có thể được xem là một loại dược liệu lành tính và không chứa độc tố. Nhưng đối với một vài trường hợp, loại rau này sẽ lại gây ra một số triệu chứng như dị ứng, ảo giác, ngứa miệng, sưng lưỡi, sưng họng, buồn nôn, nôn, chán ăn. Thì là được biết đến như một loại gia vị của mùa đông, hy vọng với những chia sẻ trên, quý vị sẽ bổ sung thêm loại rau này vào những bữa ăn hàng ngày của mình. Phần cuối cùng của video hôm nay, chúng tôi xin tiết lộ đến quý vị 5 điều khác lạ ở chân có thể là tín hiệu cảnh báo mỡ máu cao, nếu có xin đi khám. Mỡ máu cao là tình trạng gia tăng cholesterol xấu hay chất béo trung tính hoặc cả hai ở trong máu. Tình trạng này nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn tới nhiều hậu quả khôn lường, như gây rối loạn tuần hoàn máu, xơ giữa động mạch, huyết áp cao, gan nhiễm mỡ, gây hẹp động mạch và làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ, bệnh động mạch ngoại biên. Điều đáng lo là hầu như tình trạng mỡ máu cao không có triệu chứng cụ thể, rõ ràng. Thông thường, điều này chỉ được phát hiện trong quá trình xét nghiệm máu định kỳ hoặc cho đến khi người bệnh gặp phải một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như đột quỵ hay nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, mỡ máu cao cũng gây ra nhiều thay đổi trên cơ thể, có thể coi như dấu hiệu nhận biết sớm để đi khám, điều trị kịp thời. Trong đó, có 5 điều khác lạ ở chân rất có thể là tín hiệu cơ thể phát ra cảnh báo mỡ máu cao nhưng nhiều người xem nhẹ sau đây. 1. Tê hoặc đau chân bất thường. Khi bị mỡ máu, tuần hoàn máu cũng sẽ trở nên khó khăn, trong khi chân lại nằm ở xa tim, cơ quan bơm máu. Tuần hoàn máu kém cộng thêm lớp mỡ máu tích tụ dưới da có thể gây rối loạn hoạt động của mô cơ, dây thần kinh, sinh ra cảm giác khó chịu như ngứa, châm chích như kiến cắn, tê chân. Đặc biệt nếu mỡ máu tăng quá mức có thể gây ra các mảng xơ giữa động mạch, làm thu hẹp các động mạch ở mô cơ chân, thậm chí là thiếu máu cục bộ ở cơ chân. Điều này cùng với tình trạng tích tụ chất thải và mức độ nghiêm trọng mãn tính có thể gây đau đớn, khiến bệnh nhân đi lại khó khăn. 2. Màu da ở chân thay đổi. Khi lượng mỡ trong máu tăng cao, lipid sẽ lắng đọng trên lớp nội mạc của động mạch, dẫn đến tăng sản mô liên kết. Trong quá trình này, lượng mỡ không chỉ gây tổn thương tế bào nội mô mà còn cản trở quá trình đào thải mỡ. Lượng mỡ máu trong cơ thể tăng cao làm tăng nguy cơ gây tổn thương mạch máu, khiến máu lưu thông kém. Màu da chân thay đổi rõ nhất khi người bệnh mỡ máu cao nhất chân lên phần da chân sẽ trắng bệch, còn khi hạ chân xuống, phần da chân có thể chuyển sang màu ửng đỏ. Nếu động mạch chi dưới bị tắc nghẽn sẽ xảy ra tình trạng thiếu máu cục bộ trầm trọng, dẫn đến chân tím tái, có màu tím hoặc đỏ tía. Lúc này,
hãy nhanh chóng tới bệnh viện để không bỏ lỡ cơ hội vàng trong điều trị. 3. Chân lạnh khó hiểu, chuột rút về đêm. Nếu quá trình lưu thông máu diễn ra bình thường, bàn chân sẽ luôn ấm áp. Tuy nhiên, khi lượng mỡ trong máu tăng cao sẽ làm cho máu đặc và chảy chậm lại, từ đó dẫn tới lượng máu lưu thông đến bàn chân, khu vực xa tim nhất, cũng chậm lại. Điều này khiến bàn chân luôn trong trạng thái lạnh, ngay cả giữa mùa hè. Phần lạnh nhất ở chân thường là bàn chân và bắp chân, và tình trạng này càng nghiêm trọng hơn vào ban đêm. Bên cạnh lạnh chân, người có mỡ máu cao cũng bị căng cơ, hay thường gọi là chuột rút vào ban đêm. Bởi khi chất thải tích tụ, tuần hoàn máu kém, thậm chí có cục máu đông ở chân sẽ gây co thắt cơ bất thường, dẫn đến chuột rút vào ban đêm khi nhiệt độ thấp và máu trở nên nhớt hơn. 4. Móng chân tím tái không rõ lý do. Thông thường, móng chân của chúng ta thường có màu hồng nhạt. Đây là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của chúng ta bình thường. Nhưng sau khi mỡ máu tăng lên, móng chân có xu hướng chuyển sang màu tím. Điều này là do bàn chân nằm cách xa tim nhất. Do đó nếu lượng mỡ trong máu tăng cao, tốc độ lưu thông máu sẽ chậm lại, lượng máu cung cấp cho bàn chân sẽ giảm xuống. Lúc này, chân sẽ thiếu máu nuôi dưỡng, cộng thêm chứng co rút cơ và lạnh chân khiến móng chân trở nên tím tái. 5. Vết thương ở chân lâu lành. Máu vận chuyển các tế bào máu, nhất là bạch cầu, và các chất dinh dưỡng cần thiết tới vết thương để tiêu diệt vi khuẩn và làm lành vết thương. Vì vậy giảm dòng máu đến sẽ ảnh hưởng, làm chậm quá trình làm lành vết thương. Trong khi mỡ máu tăng cao ảnh hưởng đến tốc độ lưu thông máu của chân, thậm chí là tắc nghẽn, hẹp động mạch, gây ra thiếu máu cục bộ. Lúc này, nếu có vết thương ở chân, các yếu tố đông máu để cầm máu vết thương, giúp vết thương đóng dãy nhanh lành cũng sẽ bị thiếu hụt, từ đó vết thương sẽ lâu lành hơn. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ cung cấp thêm nhiều điều bổ ích cho quý vị. Chúc quý vị sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống.